bạch sư cho con hỏi hiện tượng hiện tượng thân thể nhỏ dần và biến mất rồi hóa thành cầu vồng trong video này có thật không chúng sanh chúng sanh thích những cái hiện tượng lạ tin vào cái thứ siêu nhiên họ hiếu kỳ mà họ không biết rằng chính cái sự hiếu kỳ nó giết chết họ có một vị cư sĩ khi mà lâm năm, năm trọng bệnh thì vì đó có thưa với chứ không nhớ là thưa với đức phật hay là thưa với một vị thánh tăng thưa rằng nếu như có một cái vị ngoại đạo và la môn một cái vị ngoại đạo đưa cho con một cái lá bùa hoặc một cậu chú mà vì cái chuyện đó, đó mà con hết bệnh thì con thà chết chứ con không sử dụng bởi vì sao bởi vì nếu như mà mình chết mà mình giữ vững cái đức tin nơi tam bảo thì mình chứ hai con đường thôi một là giải thoát nhờ thành tựu với đức tin hai là sanh thiên nhưng mà nếu như mình sử dụng những cái bùa chú chú thuật của bên ngoài thì chết rồi đó mình chỉ có cảnh giới địa ngục đang chờ mình thôi và sau đó các cái kiếp sống tương lai mà chúng ta muốn gặp là chánh pháp nó rất là khó có những thứ bùa có những thứ chú thục mà nó khiến cho một người có được những năng lực siêu nhiên chỉ biết là có những cái loại mà chú thuật đó. nó giúp cho người ta là đâm đâm cái thành gươm đó, đâm xuyên vào trong người của mình không chỉ đâm một cây đâu mà đâm vài cây xuyên vào con người của mình lúc ra không xuyên nhê không xuyên nhê tức là không chảy máu không bị thương rồi có những chú thuật mà nó khiến cho một người có thể biến mất và hiện ra ở nơi khác có thể đi xuyên mặt đất có thể đi trong hư không có thể phóng hào quang nhưng cái vấn đề đây là cái gì nó không đưa đến giải thoát giác ngộ nhiều người thì họ nói là ủa nhưng mà giải thoát giác ngộ chắc cách tôi xa lắm sai có một vấn đề nữa đó là nếu như mình tham ham mê những cái chú thuật ấy, mà mình không có cái sự sáng suốt mà mình tuân theo những cái phương pháp đó dù cho mình có đạt được những cái phương pháp siêu nhiên đi chăng nữa nhưng mà phương pháp thực hành của mình nó đi lệch với chánh pháp thì chỉ có các cảnh giới xa đọa chờ mình sau khi thân ngoại mạng chung thôi cho nên uh, nó có rất là nhiều cách nha có rất là nhiều cách khiến cho một người đó uh, có thể làm cho sau khi mà họ chết cơ thể của họ biến mất hoặc họ chết, cơ thể họ tự thiêu và thiêu ra xong rồi nó sẽ còn lại vài cái viên bi nhỏ. Chú Thuật họ làm được hết mấy chuyện đó. Không nhất thiết phải chứng thánh chứng gì đâu. Chú Thuật làm được hết mấy chuyện đó. Nhưng cái vấn đề là họ làm được mấy chuyện đó rồi họ tái sanh đi đâu thì chính họ biết. Ừ. Mà mắc thiên ngạ thì nó đơn giản lắm. Nhưng mà cái nghiệp và quả của nghiệp thì mình không tránh được. À, cho nên đừng có ham những cái chuyện mà nó huyễn hoặc à, những cái chuyện mà nó kỳ diệu những cái chuyện nó phi thường sư nói dù cho đó một người mà họ phóng hào quang họ ngồi ở trên hư không họ thuyết pháp thì mình cũng phải coi chừng có họ nói có đúng chánh pháp hay không chứ không phải là mình thấy họ như vậy đó rồi mình chạy theo như điếu đổ thì coi chừng nghe coi chừng nghe giác nhau đi địa ngục mà nào cũng hay ừ. cảnh báo trước cảnh báo trước à, thành thử à, sư không nói là trong mấy cái video quý vị à, gửi cho sư á nó có thật hay không thì mình không biết được tại vì nó không có bằng chứng nó không có bằng chứng đây là dàn dựng mà nó cũng không có bằng chứng đây là sự thật bởi vì à, nó mơ hồ lắm quý vị có xem những cái phim siêu anh hùng à, ví dụ như là các cái dị nhân rồi những cái thần tiên uh, họ biến hóa rồi họ biến cái này biến cái kia bay qua bay lại rồi họ đánh quá vật đánh đủ thứ quý vị thấy hiệu ứng nó, nó thật không ừ. hiệu ứng gần như là mình không thể phân biệt được nhưng mà tại sao mình vẫn biết đây là cái kỹ xảo đi ảnh? bởi vì nó đơn giản là họ đưa ra một cái tiêu đề đây là phim đây là tên phim để chiếu rạp hoặc là nó phát trên những cái phương tiện truyền thông và họ phân biệt rất là rõ đây là phim cho nên khi mình mình xem đây là phim là mình đã ý thức được những cái hiệu ứng trong đó nó giả nhưng mà quý vị thử bao giờ quý vị liên tưởng họ thuê những cái người họ làm những hiệu ứng đó làm những cái video rồi sau đó là nó không dán nhãn phim mà họ dán cái nhãn là một người nào đó quay lại thấy được cảnh này quý vị nghĩ như thế nó không khó tại vì cái kinh phí suy sinh thư kinh phí để mình làm ra được những cái uh, kỹ xảo điện ảnh mà như thật ấy, nó um, nó thấp hơn rất là nhiều so với cái lợi nhuận mà cái tác phẩm đó mang lại. Giả sử một người đó là một cái kỹ xảo mà khiến cho người này có thể đi xuyên tường, đi trên hư không hoặc biến mất. À và giả sử như là tốt nhất là để cho vị này chết rồi. À uhm thì quý vị biết là cái cái thu nhập đó, mà một cái video đó nó đem lại nó kinh khủng lắm gì biết bởi vì người ta nói đó kinh doanh mà kinh doanh niềm tin đó. đương nhiên đó là một, một cái hình thức kinh doanh ác độc và không có đạo đức nhưng mà kinh doanh đức tin là một phương pháp kinh doanh siêu lợi nhuận thành ra cẩn thận xin nhắc để có sự cẩn trọng